Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm là một trong những phương pháp chữa bệnh từ y học cổ truyền mang đến nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, còn nhiều người chưa biết đến những tác dụng khác của cây măng ri, thành phần và tác dụng của vị thuốc dân gian này. Cây măng ri chữa bệnh gì? Cây măng ri là một loại thảo dược khá quen thuộc trong đông y, thường mọc ở những vùng đất ẩm ướt, khu vực đồng bằng và đặc biệt là ở những mảnh đất phù sa được bồi đắp nhiều. Theo y học cổ truyền, tất cả các bộ phận của cây măng ri đều có thể sử dụng làm thuốc. Cây măng ri có vị đắng tính ấm và có thể điều trị và hỗ trợ một số bệnh như tiêu đờm, thanh nhiệt, co cứng cơ, tổn thương cột sống và các bệnh lý cơ xương khớp khác. Cây măng ri có hai loại là cây măng ri hoa trắng và cây măng ri hoa tím. Trong đó, cây măng ri hoa trắng có vị cay, tính ẩm và không có độc. Đối với cây măng ri hoa tím, có tác dụng trong điều trị bệnh viêm cầu thận cấp và mãn tính. Công dụng của cây măng ri. Ngoài việc cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm có rất nhiều tác dụng khác nhau trong việc điều trị các bệnh lý, dưới đây là một số công dụng chính mọi người cùng tham khảo. Điều trị bệnh xương khớp. Cây măng ri sử dụng trong điều trị các triệu chứng đau liên quan đến các bệnh xương khớp như thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, tình trạng đau lưng ở những người cao tuổi. Tăng cường chức năng gan. Cây măng ri là loại thảo dược giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, tổn thương gan do dùng nhiều bia rượu. Thanh nhiệt, giải độc. Nước của cây măng ri có tác dụng giúp thanh nhiệt cơ thể, giải độc và điều trị các triệu chứng của bệnh viêm gan nhiễm mỡ, nóng trong người. Chữa các bệnh hô hấp. Đối với cây măng ri hoa trắng, có tác dụng chữa đau đầu, một số bệnh về hô hấp như ho, viêm xoang, suy nhược cơ thể, những người thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, cơ thể bị mệt mỏi thì có thể sử dụng loại cây này để làm giảm triệu chứng, tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường sức đề kháng và cải thiện hệ miễn dịch cũng là một trong những tác dụng của cây măng ri hoa trắng. Cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm. Tác dụng điều trị thoát vị bằng cây măng ri được người bệnh biết đến nhiều nhất, tính phổ cập và áp dụng trong đời sống cũng khá phổ biến. Một số tác dụng khác. Rễ của cây măng ri có tác dụng giúp điều trị giun, lá của cây cũng có tác dụng gây phồng, tăng lượng tiết mồ hôi ra và giúp vận chuyển máu. Cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm như thế nào? Cây măng ri thường mọc ở những vùng đất ẩm ướt, khí hậu nhiệt đới ẩm nên việc thu hoạch rất dễ dàng. Trong đó, tất cả các bộ phận của cây, kể cả phần gốc, rễ, cũng được thu hái để sử dụng làm thuốc. Khi thu hoạch cây măng ri về, nên rửa sạch với nước để loại bỏ hết đất bám, chất bẩn xung quanh. Sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ rồi đem phơi khô. Để bào chế bài thuốc từ cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm, thì bạn có thể thực hiện như sau. Cách 1. Chuẩn bị khoảng 40g cây măng ri hoa trắng đã được phơi khô và hãm lấy nước uống hàng ngày. Mỗi ngày, người bệnh uống khoảng 200-300ml một lần. Một ngày có thể uống từ 3-5 lần. Cách 2. Phương pháp này, người bệnh có thể sử dụng thêm một chút muối trắng hạt to để giúp bài thuốc phát huy hết công dụng. Việc kết hợp giữa muối trắng và cây măng ri có thể giúp cho lượng khí huyết trong cơ thể được lưu thông một cách tốt nhất, đồng thời làm giảm đi tình trạng tăng cơ và các cơn đau. Lưu ý khi dùng cây măng ri bông vàng trị thoát vị đĩa đệm. Cây măng ri mang lại nhiều công dụng tốt trong việc điều trị tình trạng đĩa đệm bị thoát vị và các bệnh xương khớp. Nhưng bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, tránh những tác động không phù hợp hoặc một vài hệ lụy nhỏ không đáng có. Lưu ý khi dùng cây măng ri bông vàng trị thoát vị đĩa đệm.
Cây măng ri mang lại nhiều công dụng tốt trong việc điều trị tình trạng đĩa đệm, bị thoát vị và các bệnh xương khớp, vân vân. Nhưng bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, tránh những tác động không phù hợp hoặc một vài hệ lụy nhỏ không đáng có do sử dụng quá nhiều, đặc biệt là với cây măng ri bông vàng. Sử dụng nguyên liệu từ cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm cũng cần được xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng. Không sử dụng nguồn nguyên liệu bị mốc, mục lát hoặc có dấu hiệu bị hư hỏng. Không sử dụng cây măng ri bông vàng với phụ nữ có thai và cho con bú. Đối với trường hợp trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị thoát vị, muốn áp dụng thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Với phương pháp dùng cây măng ri chữa thoát vị đĩa đệm, người bệnh cần kiên trì thực hiện trong một thời gian dài mới có thể cải thiện phần nào triệu chứng. Bởi lẽ, thực tế, điều trị bệnh này đã cho thấy chưa có một liệu pháp đơn lẻ nào có khả năng chữa triệt đĩa bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.